Chào các bạn. Video này mình sẽ review về bản ISO, đó là ISO Pismo. ISO này hiện tại có trong web chính thức của mình, đó là Pismo.com. Các bạn có thể truy cập vào trong web này tìm hiểu về dự án của chúng tôi. Pismo, đây là một dự án giải pháp blockchain cho tất cả trong một. Pismo là một thực tế giao thoa, trao đổi thế giới, mã thông báo, lấy đi liên kết đầu của tính năng, giao dịch bằng tính năng. Các bạn hãy tới đây để xem quy trình thường thường của dự án và tìm hiểu chúng tôi thêm qua các trang mạng xã hội như là Twitter, Facebook, Telegram, TikTok, vân vân. Và hiện tại thì chúng tôi đang bán chọn gói thứ hạn, bán chọn gói là live, các bạn có thể click ở đây để theo dõi và click ở đây để mua mã BHM. Và đây là một video chúng tôi đăng tải để giới thiệu về cơ bản về dự án ICO Pismo. Các bạn có thể click ở đây dành một vài phút thời gian để xem về dự án này. Chúng ta đi vào lý do mà tại sao chúng tôi lại đầu tư cho Pismo. Thứ nhất, chúng tôi là một trong những giải pháp toàn diện blockchain asset. Thứ hai, sự kinh diễn là những gì chúng tôi phấn đấu. Thứ ba, có lợi cho tất cả đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Khi trao đổi Pismo được tạo ra và cách sử dụng ba trụ cột chính cơ bản: khả năng tiếp cận, khả năng sử dụng và khả năng sinh lời. Có thể truy cập hàng loạt thông qua công cụ trực tiếp fiat và fiat crypto và ngược lại, tôi đã giải thích cho từng tính năng vị trí này và giữa trải nghiệm cho người dùng nâng cao, thân thiện với người dùng, được thiết kế cho các nhà đầu tư mới và các nhà đầu tư dài hạn. Chi phí giao dịch thấp, thương trường, liền ươm ICO, vỏ phần cứng tích hợp, trao đổi thẻ ghi nợ. Các bạn đã xem phân tích cạnh tranh về dự án ICO Pismo và một vài các kế hoạch dự án khác như là OTEC, BSC, Nino, Bitsnex, vân vân. Và theo dõi so sánh các dự án này để thấy những điểm vượt trội của Pismo như là vượt trội về công cụ quản lý danh mục đầu tư, vượt trội về tỷ trọng giao dịch thông minh, tính năng giao dịch nâng cao và vi phần cứng, vị trí cạnh vỏ vữa, trao đổi thẻ thông minh, được thiết kế vườn ươm ICO, nền tảng ICO cho các hệ điều hành iOS và Android, thương trường và về việc phí giao dịch thì của chúng tôi làm những phí ạ. Về tổng quan nhanh ạ, tại Pismo chúng tôi sẽ đánh giá cao sự kinh tế, kinh tế và tiến bộ. Đây là một số tính năng để giúp chúng tôi phát hiện. Thứ nhất, quản lý danh mục đầu tư đơn giản, tăng cường bảo mật, tích hợp phí phần cứng, tùy chọn fiat, thương trường, một thứ nợ hỗ trợ 24/7, tùy chọn giao dịch nâng cao, vườn ươm ICO. Với các tính năng vườn ươm ICO, đây là một phần của nền tảng chúng tôi sẽ tổ chức một số sự kiện hỗ trợ cho công nghệ mới và cho phép ICO thể hiện thông qua Pismo. Quản lý danh mục đầu tư, công cụ quản lý danh mục đầu tư nhanh chóng và dễ dàng của chúng tôi sẽ cho phép người dùng của chúng tôi quản lý sự kinh nghiệm từ các khoản đầu tư một cách dễ dàng. Tăng cường bảo mật, chúng tôi hy vọng các vấn đề bảo mật đang được thực hiện một cách tích hợp và được các biện pháp bảo mật nâng cao cho tất cả người dùng của mình. Tùy chọn fiat, cái quan trọng nhất trong việc phát triển thế giới blockchain nói chung là để dễ tiếp cận, chúng tôi muốn ưu tiên mang lại sự đơn giản cho người dùng của chúng tôi. Thương trường, chúng tôi tin rằng một loại tiền tệ hoặc là vấn đề đó bất kỳ một hàng hóa nào chỉ cần có thực sự có giá trị nếu như nó có tính thanh khoản, chúng tôi muốn tạo ra một thị trường cho phép những người dùng sử dụng tài sản blockchain của họ. Thẻ ghi nợ, chúng tôi đã tích hợp cơ sở hạ tầng hoạt động để cho phép người dùng của chúng tôi có quyền truy cập vào mật mã của họ để mua hàng trong thế giới thực thông qua thẻ ghi nợ Pismo của họ. Các sự 24/7, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho người dùng của mình để đảm bảo rằng chúng tôi đang phát triển thì sẽ đạt được nâng cao. Các tính năng giao dịch thông minh được nâng cao và tích hợp với các nền tảng của chúng tôi để tất cả những người dùng của chúng tôi được tận dụng tự chọn giao dịch bình thường. Và tiếp theo thì đây là các đối tác liên kết của chúng tôi như là Flashcoin, Holder, Stellar Holding, vân vân. Một trao đổi công bằng làm cho giao dịch mã hóa có thể truy cập ở mọi nơi mọi người. Và đây là lộ trình phát triển của dự án chúng tôi được bắt đầu từ năm 2017. Phát triển cho đến hiện tại thì chúng tôi đang ở trong giai đoạn bán mã thông báo ICO. Và chúng tôi có kế hoạch full exchange ra vào cuối năm 2019. Còn đây là về việc phân bổ mã thông báo á, 45% cho ICO, 75% cho pre-sale, 75% pre-sale, 2.5% multi-report, 6.25% anchor investor, 10% deep block team,
5% marketing, 1.25% advertiser. Tiếp theo 6.25% founder, 5% platform, 3.75% human resources. Tiếp theo đây là các thành viên của đội ngũ phát triển của dự án. Và đây là nhóm phát triển, các thành viên của nhóm phát triển như là điều phối viên, kỹ sư phần mềm dẫn đầu, nhóm phát triển platform, nhóm phát triển web dẫn đầu, vân vân. Và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc gì hãy liên lạc chúng tôi bằng cách để lại tên, địa chỉ email và những thắc mắc của bạn để gửi tin nhắn chúng tôi, hoặc là tìm hiểu chúng tôi qua các trang cộng đồng như là Facebook, Telegram, YouTube, vân vân. Chúng ta sẽ video giới thiệu về personal của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.